Xin chào các bạn, mình vừa làm về làm chuẩn bị là làm clip quay luôn lấy con Regigas đợt này. Đợt này thì mình vẫn thích lấy con cả đôi luôn, nhưng mà không có đủ kim cương, cho nên mình sẽ lấy theo kiểu đam mê. Đó là lấy con Regigas, mặc dù là cả hai con này về sau mình sẽ không dùng. Cứ buổi chiều tới thì sẽ có cái sự kiện Halloween giống như thế này. Bạn sẽ gõ vào những con ma ở đây để lấy thêm quặng, những cái kẹo. Thế được thêm 100 kim cương mỗi ngày. Đợt này thì mình sẽ gọi là ủng hộ game bằng cách là mua một cái thẻ pass. Tất nhiên là 150.000 thôi. Còn gói 300.000 thì các bạn sẽ đến được tầm level 400. Còn nếu mà không mua gói 300.000 thì các bạn sẽ lên được tầm 350 nếu mà làm hết tất cả các nhiệm vụ. Thì thôi, mình chỉ... Hiện tại thì mình vừa mới nạp xong. 150.000 thì được 180.000. Đấy là mình nạp theo hình thức đó là ATM Banking hoặc là ví điện tử. Ok, giờ thì mình sẽ mua cái gói này. Thì gói pass này thì mình nghĩ là đây là một cái gói gọi như là ưu đãi nhất ở trong cái game này rồi đấy. Nếu mà đầu tư chỉ gọi như là không nạp nhiều ấy thì nên đầu tư vào chỉ đúng cái gói pass này, thẻ phiêu lưu này, mình nghĩ là tốt nhất dành cho những người ít nạp. Thì thôi, mỗi tháng thì quên tầm cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này sẽ hết hạn vào lúc ngày mùng 1 tháng 1, Tết Dương lịch luôn. Tức nghĩa là phải tầm 2 tháng nữa. Một cái 150.000 sử dụng trong 2 tháng thế là được rồi. Đợt này nếu bạn nào mà chơi ở server mới thì mình nghĩ các bạn nên lấy Rayquaza. Sát thương của nó tốt, solo cũng ổn. Và nó có hiệu ứng khống chế đo thổi bay lên trời, làm choáng và khóa nộ. Một con rất là tốt dành cho những bạn nào mới bắt đầu chơi. Còn với Regigas như mình nói từ đầu, đây là dành cho những bạn nào mà gọi như là chơi theo đam mê thôi. 8 sao, có nhiều người ở bản tiếng Anh đã sử dụng nó, hay là bản tiếng Trung cũng vậy. Nó lúc đấy thì nó sẽ tăng cường rất nhiều về sát thương. Còn nhiều bạn bảo là Regigas yếu. Thì ngay từ đầu lúc mình giới thiệu, thì mình đã nói là trong 3 lượt đầu bạn chỉ sử dụng chủ yếu Regigas để làm tăng nó thôi. Còn đâu về sau, sau khi hết 3 lượt nó sẽ trở lại thành một con tấn công. Lúc bạn nuôi mạnh rồi thì nó sẽ gây sát thương cũng rất là lớn. Tuy nhiên là nếu bạn team của bạn yếu thì nó cũng chẳng giúp được cái gì cả. Mà để thủ ở 3 lượt đầu như vậy thì nó đã làm rất là tốt. Cho nên bạn chê nó yếu thì bạn phải nói xem là nó yếu cái gì. Bởi vì là bộ kỹ năng nó đã nói như vậy rồi. Nó gọi là không có sát thương trong 3 lượt đầu nhưng mà thủ cực kỳ trâu. Đọc được bộ skill của nó, biết được nó là nó có công dụng gì thì các bạn mới có thể sử dụng tốt nó được. Thì trong đợt này mình sẽ lấy theo đam mê chứ không lấy Rayquaza. Bởi vì Rayquaza chắc là mình không lên được Mega đâu, cho nên mình cũng sẽ bỏ nó thôi. Đợt tới thì có nhiều con S cộng mới, mình sẽ cho vào. Bắt đầu lấy Regigas này. Mình vẫn quay theo cách thường, mình hay quay ở các bản khác, đó là mình sẽ quay 7 lần nhân 10. Sự kiện này thấy thêm những con bậc S để mình nâng sao này, 3 lần rồi này, 4 này, 5 này, lâu lắm dòng nước thế mình có thích con này đâu, 6 rồi, 7, hết, bắt đầu bây giờ mình sẽ quay nhân 1, đến khi nó ra thì thôi, 1, 2, 3, 4 này, là một con bậc S này này, 5, 6, 7, 8, 9. 7 lần nhân 10 và 9 lần nhân 1 thì nó sẽ phí kiểu như tốn hơn cái kiểu đúng 8 lần nhân 10, nhưng mà tuy nhiên nếu mà làm như thế này các bạn sẽ như là lấy nó một cách an toàn hơn. Mình sẽ lấy Regigas rồi. Ok, bắt đầu mình sẽ nâng nó lên để sử dụng. Mình tiêu hết bao nhiêu kim cương rồi nhỉ? 19.700 kim cương để có thể lấy được Regigas ở đợt này. Trước đó mình không biết mà tiêu cái kim cương gì chưa. Quay cái chìa khóa thì xui, đến lúc quay con Cresselia này thì một phát, à hai phát thì ăn luôn. Thế là cũng bù lại rồi. Tính cách của nó trừ thủ công đặc biệt và cộng thủ đặc biệt và trừ công đặc biệt cũng được rồi tại vì nó không sử dụng công đặc biệt. Okay. Sau khi mình đã nâng lên thì nó được từng này, có 102.000 thôi. Bắt đầu lại ngồi test nó thôi. Hiện tại ải phiêu lưu thì mình đã đi được, đó là đến ải của con 123 này rồi. Bắt đầu test này. Đánh lên hạng nào. A cao này VIP này. Đánh thử thôi. Chắc là thua đấy. Đầu tiên đã xác định đó là lấy Regigas về mục đích là chỉ làm bịch bông trong 3 lượt đầu thôi. Chứ mình không có kiểu như là hy vọng quá nhiều về nó đâu.
4 sao thì về sau mình cũng vẫn có thể để nó làm cái phôi cho SS được. Cho nên lúc này mình cứ lấy S cộng là 4 sao để kích duyên, với cả có thêm một con nữa cũng vẫn không sao cả. Bên Akao kia hình như là nghỉ chơi rồi phải, nhưng mà bên đấy nuôi vẫn rất là mạnh. 1,7 triệu à? Đòi mất con Dark Knight của mình rồi. Mewtwo. Bốn trăm nghìn máu rồi, 473.000 máu, thôi mất con ấy rồi. Trung tim này mình vẫn chưa có sức để đập đập lại được. Cao này xem. Bên kia là Mega Argentian C 8 sao, cho nên là đã tạo cái tường kim cương ngay từ đầu trận. Nhưng mà tường kim cương cũng rất dễ vỡ. Tuy nhiên là cái khiên đấy cũng chắc phết đấy. Hai triệu máu, chết toi con đấy của mình. May thế bên kia có con Lugia đứng đằng sau. Chết rồi, con mình chuẩn bị làm mục tiêu rồi cho con Skizor bên kia chuẩn bị kill mình rồi. Nhiên, nếu giả sử mà thay Regigigas bằng một con khác chẳng hạn thì team mình cũng sẽ bay ngay từ đầu, bởi vì cũng không có con nào mà có thể trụ được trước cái dàn tấn công của bên team bạn cả. Thì lấy Regi mục đích là chỉ để đỡ hàng trên được một lúc thôi. Tự nhiên bên kia được con Darkrai đầy nộ rồi. Nhiều lúc con Darkrai nó nộ cảm thấy à, may quá chỉ có một con đang bị ngủ thôi. Bên kia sử dụng cái bảo vật. Thì như các bạn thấy trong các team mình đánh thì có cái team này chắc là một trong những team mà phòng thủ kém hơn so với các team kia. Và mình gọi là có thể có khả năng thắng được. Ở thời điểm này ban đầu thì chưa biết được nuôi được mạnh hay là thế nào đâu. Những ai bây giờ đang nuôi được những S hay là Pokemon nào nhiều sao thì nó sẽ chiếm ưu thế ở cái khoản đó, là cái giảm thương của nó nhiều hơn và sát thương nó gây ra cũng cao hơn hẳn. Thì mình chơi theo kiểu mà mình nạp ít hơn người ta này, với cả là mình build theo kiểu từ từ, mình không nâng sao luôn chẳng hạn, thì mình phải chịu chấp nhận đó là mình yếu thật. Đấy, cứ phải đến cái lượt 4 thì bắt đầu anh chàng này bắt đầu mới được nộ một phát, mà trong khi là nếu mà tiếc là chỗ mình không có quả táo. Còn nói về Ray thì bên kia vẫn là một con gây sát thương cực kỳ cao rồi. Cho nên các bạn nếu mà lấy Ray ban đầu thì nó sẽ đi tốt hơn. Tuy nhiên là mình đang có Mega Bọ rồi. Mình cũng không nuôi được Ray quá nhiều. Sắp tới sẽ có nhiều con S cộng khác thì mình cũng sẽ phải bỏ ra những con cũ. Cho nên là mình cũng
không tiếc gì cả khi đợt này không lấy được con Ray hay là con khác. Vẫn là để Mega bọ ra tay thôi. Nó có kháng tử rồi. Ra bên kia đúng lúc hết máu cộng thêm quả sát thương mà gây ra theo kiểu mà máu càng ít đam càng cao, kinh phết. Thì đây mình một trận thắng hên lại lên được 4 thôi, chứ còn chính ra là kiểu dạng như là mình cũng không thể leo được lên quá được cái hạng 5-6 ở đây cả, toàn những người chơi kiểu dạng như là đội hình mạnh hơn mình rất nhiều. VIP 11 rồi, VIP 12 này. Thôi mình chơi được chỉ được như vậy thôi, nên suy ra là cũng hài lòng với cả cái đội hình với cả cái hạng của mình đang có rồi. Tất nhiên là mình chơi theo đam mê ở bản tiếng Việt này thôi. Ở những bản kia thì mình không dám chơi những con này, thì ở bản này mình sẽ test thử nó để sử dụng. Tất nhiên là mình sắp tới, đợt tới là mình cũng sẽ cố gắng lên được con Raimon Gaudon rồi, tích chờ nó thôi. Mảnh vận năng đỏ cũng có một ít thôi, chứ không quá nhiều. Và tích mình tích đang cái các cái mảnh Pokemon bậc S đỏ này để đổi mảnh của Mega. 417 mệnh văn năng đỏ à? Có thể nâng lên được con nào 8 sao đấy.